Chào mọi người đến với kênh Ngọc Sơn TV. Hôm nay qua tìm hiểu thì biết có một ông bà khổ lắm, khó khăn, kết nối được với quỹ Nhân Tâm Đức đến thăm. Mọi người theo chân tôi nhé. Này là vừa trồng lên được có nước. Nhà đây anh nhỉ? Chắc đây à? Đây là bản Có, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Ông bà vâng. Vâng. Có phải bó bột hay là gì không? Bó rồi nhưng mà chưa bó cái thì không cũng khỏi rồi, nhưng mà nó sưng là quế xuống trần ấy. Vâng. Chả biết làm sao gì. À, cái gãy thì khỏi rồi nhưng mà đau. Vâng. Tự động được mà cũng không dậy được tí nào mà. Đấy. Đứng cứ thẳng này thôi nhỉ. Cứ thẳng thế thôi, chả có lên lên được đâu. Vâng. Em nằm bếp lửa suốt hả ông? Suốt. Ôi, năm mới đâu phải cố gắng giữ gìn sức khỏe ông nhá. Rồi. Thế hoàn cảnh của ông bị ốm đau thế, bà con kết nối với quỹ Nhân Tâm Đức đến thăm, nếu ông ấy tiền ăn Tết và điều trị sức khỏe. Vâng. Ông ơi, con thay mặt cho quỹ Nhân Tâm Đức lên mừng tuổi ông một ít tiền ăn Tết ông nhá. Vâng. Cảm ơn nhá. Vâng. Vâng. Em giữ gìn sức khỏe ông nhá. Vâng. Chúc ông gia đình năm mới mạnh khỏe. Vâng. Nhanh mau khỏi bệnh ông nhá. Vâng vâng. Ngồi xuống đây. Vào ảnh tí đấy. Thôi chúc ông năm mới khỏe ra cố gắng điều trị ông nhá. Vâng. Vâng. Thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ bị như thế rồi mỗi hơi một số phận. Vâng. Đấy, cầm quanh. Anh cầm một anh. Vâng. Đây là tiền của ấy, mọi người quyên góp cho ông không ạ? Được 1.150.000. Vâng. Đây là mọi người ủng hộ quyên góp cho ông, thương hoàn cảnh của ông thì mọi người có quyên góp tiền để đưa lên cho ông và quỹ Nhân Tâm Đức. Vâng vâng. Có quyên liên quyên góp và ủng hộ cho mọi người. Chúc mừng chúc gia đình mình năm nay ăn Tết vui vẻ nhá. Chúc ông sớm khỏi bệnh nhá. Vâng. Ông cố gắng sao khỏe được cho bà con các cháu nó vui nhỉ. Vâng. Vâng. Vâng ạ. Vâng. Vâng. Bọn em thì cũng ở xa, em tìm hiểu về kết nối, thấy ông hoàn cảnh như thế thì bọn em kết nối ra quý từ thiện ấy, em lên giúp được gia đình cái nào hay cái đấy, nhỏ gọi là nhỏ nhỏ thôi. Vâng. Em cảm ơn nhá. Vâng. Ông bây giờ có mỏi lắm không? Mỏi lắm bây giờ chị. Chị thì cứ ở theo thì cứ bóp chân cho bóp chân bóp tay cho ông thôi. Thế là ông bây giờ là đang ở với lại một cháu bé 89 tuổi. Vâng. Nghe học được quá. Xíp xí bao tuổi hả đó? 14 tuổi. Diệp à? Ờ bây giờ bà ư 14 tuổi. 14 tuổi. 14 tuổi cháu thì 14 tuổi chồng. Vâng. Nói ông cháu thì vâng. 14 tuổi rồi. Vâng. Cái đầu gối này sưng to mà. Sưng to lắm. Ừ, bây giờ là đứa rồi chứ. Cái đầu gối này sưng to lắm này. Này. Cái này thì còn khỏi vâng. Tí rồi. Ê, sưng to này mà. Lắm. Này. Vâng. Đấy. Để chân này, để chân không ấy thì cũng. Mình sợ là ông bị tai nạn nên là gia đình không có kinh phí chữa trị. Nên là ông về nhà bó bột bằng thuốc nam nên là
xương lại liền lại rồi, nhưng mà do vết sưng to lại gãy lại. Vâng. Hiện tại ông đang nằm ở nhà, chi phí ông lại bị mắc căn bệnh. Chi phí chữa trị của ông lên đến hàng trăm triệu. Nên là ông cũng đang rất là khó khăn, mong mọi người ai có lòng hảo tâm thì ủng hộ ông. Vâng. Bọn cháu thì con cũng chết hết, cháu cũng chết. Bọn cháu kêu gọi vâng. Mà có ai mà giúp đỡ nữa thì bọn cháu lại tiếp tục lên. Ông hiện tại đang ở với một đứa cháu 14 tuổi. Con của ông thì bị bệnh hiểm nghèo chết, ông đang ở với vợ chồng cháu nội thì hiện nay vợ chồng cháu nội cũng đang bị bệnh hiểm nghèo và qua đời. Nên là hiện tại ông đang ở với vợ chồng cháu nội và ông đang ở với một đứa cháu nội 14 tuổi. Nên hiện tại nhà ông rất khó khăn, gia đình hàng xóm này sang giúp đỡ thì có cái gì ông ăn cái đấy. Nên mọi người ai có lòng hảo tâm thì mong giúp đỡ ông. Ông năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà nhỉ? Ông 89 tuổi. À vâng, ông ấy 89 tuổi. Vâng ạ. Đây là các cháu hết quá. Các cháu nhưng mà ở xa hết. Vâng, khổ thật bà nhỉ. Ở xa về à? Vâng. Đây là các con cháu đến thăm. Thằng Sơn hôm vừa rồi cũng lên thăm cái nhà gì mà chồng đi làm ở Quảng Ninh bị chết đấy nhỉ? Ở đây là địa chỉ là ông cố gắng ông nhá. Vâng. 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 Bọn cháu ra ông chơi ông này không nào. Nếu mà kết nối được bọn cháu mà cứ gọi được thì lại tiếp tục giúp ông nhá. Vâng. Vâng. Vâng ạ. Vâng. 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 Vâng ạ.